Vâng, Tử Vi Mạnh Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tử Vi Mạnh Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ, tràn ngập yêu thương bên gia đình. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Mạnh Dương xin phép chia sẻ với các bạn một chút các vấn đề liên quan tới tử vi. Cũng hữu duyên được gặp các bạn, chia sẻ cho các bạn nghe về câu chuyện tử vi. Những ai đang thực sự có khó khăn về tình duyên, đang thực sự khó khăn về vấn đề liên quan tới công danh sự nghiệp và đường con cái, đất đai thì hãy vào đây, mình sẽ xem cho tất cả các bạn hoàn toàn miễn phí, không lấy của các bạn một đồng nào hết. Chỉ hữu duyên các bạn tương tác, các bạn chia sẻ cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Những ai đang gặp có khó khăn vấn đề gì thì y vui lòng cho mình xin cái giờ sinh, ngày tháng năm sinh âm lịch, mình sẽ xem cho tất cả các bạn. Vâng ạ, xin mời các bạn. Ai đang có khó khăn về điều gì thì cứ chia sẻ lên, mình xem cho các bạn nhé. Vâng, xin chào bạn Kiều Loan, hữu duyên được gặp bạn, buồn, chán, ai tán, yêu luôn. Cảm ơn bạn rất là nhiều, bạn đang có vấn đề khó khăn gì thì vui lòng inbox hoặc là các bạn để lại giờ sinh đi. Ngày tháng năm sinh mình sẽ xem cụ thể cho bạn nhé. Vâng, xin chào bạn Hương Triệu ạ. Vâng, cảm ơn Hương Triệu rất là nhiều nhá. Và Hương Triệu ơi, có điều gì muốn nói thì xin mời bạn lên tiếng đi ạ. Bạn muốn hỏi về điều gì liên quan tới tình duyên, công danh sự nghiệp, con cái, đất đai, vận hạn của bản thân mình thì cũng mời bạn có một chút ý kiến, bạn để lại giờ sinh và ngày tháng năm sinh của mình nhá. Theo âm lịch mình sẽ xem và chia sẻ cho các bạn ạ. Và xin mời các bạn. Và xin phép xem cho bạn Hương Triệu như này, nhất là xin tặng cho bạn một lá bài để hữu duyên chúng ta có cơ hội được ngồi trò chuyện với nhau. Bạn Hương Triệu nhé. Hương Triệu, đây là lá bài tám chuồn, nói lên điều gì? Thứ nhất là nói lên về tiền bạc. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Tuân nhé. Cảm ơn Nguyễn Tuân rất là nhiều. Và cái lá bài tám chuồn nói lên về vấn đề tiền bạc của bạn hiện tại đang rất là tốt. Cái thứ hai nữa là con đường tình duyên của mình cũng đang rất là thuận và hợp. Và cũng đấy cũng là một điều rất là tuyệt vời đối với cái số phận của bạn. Cái thứ hai nữa là về liên quan đến gia đình và cá nhân của bạn. Với gia đình nhà bạn hiện tại bây giờ thì bố mẹ làm ăn rất là vất vả. Cuộc sống của gia đình nó vẫn còn nhiều chuyên chuyên và khó lắm. Trong gia đình nhà mình hai bên nội ngoại cũng không được giàu sang và phú quý lắm đâu. Tuy nhiên là được hưởng về con đường công danh sự nghiệp của gia đình. Thế cho nên là cũng đỡ được một phần, sau này ra ngoài làm ăn xa thì sẽ có lọc làm ăn và sẽ rất là tốt. Vâng ạ, hữu duyên các bạn tương tác, các bạn chia sẻ giúp mình nhé. Các bạn chia sẻ đi ạ. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Tuân đúng không ạ? Nguyễn Tuân sinh ngày 5 tháng 12 năm Tân Mùi. Xem giúp về con đường công việc và làm ăn đúng không ạ? Vâng. Bạn ở đây là lá bài ca bích bạn nhé. Năm Tân Mùi, thứ nhất là tiền tài và địa vị của bạn đang rất là ngời sáng luôn. Cuối tháng này trở đi nhé, từ tháng 9 âm trở đi, bạn hoàn toàn có thể thoải mái với con đường công danh sự nghiệp của mình. Nó đang thăng tiến lên và đang trên cái đà phát triển luôn nhé bạn nhé. Mình cứ thế thẳng tiến và đi lên tới cùng luôn, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì đâu. Chúc bạn có một cái khởi đầu liên quan tới cuộc sống của bạn thì luôn luôn là may mắn và tràn ngập niềm vui và tình yêu thương. Hữu duyên lắm được gặp bạn nhé bạn nhé.
riêng của bạn này, tình cảm thì đến sớm, con cái rồi đang đâm hoa và chấm nở với bạn rồi đấy. Năm nay là năm có cái tin vui đối với gia đình nhà mình nhá. Chúc bạn mọi sự là hanh thông, công việc lúc nào cũng thuận lợi bạn ơi. Vâng, và bạn nào xem về điều gì thì cứ mạnh dạn chia sẻ nhé. Mình sẽ xem cho tất cả các bạn tất cả mọi vấn đề luôn. Mình không cần phải ngại ngần điều gì đâu. Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Tuân rất là nhiều. Và xin chào bạn Trung Phương Linh nhé. Cảm ơn Trung Phương Linh đã tới. Thì xin phép là chia sẻ với bạn một chút như này. Căn cứ vào cái ngày tháng năm sinh của bạn thì cũng có một vài ý kiến để các bạn có thể tham khảo thêm, biết đâu có thể cải thiện được cuộc sống và vận mệnh của mình thì sao. Bạn sinh ngày 29 tháng 1 năm Mậu Dần. Mệnh của bạn là mệnh thổ nhé. Đây là lá bài Zizo bạn ơi. Lá bài Zizo nói lên rằng bản thân bạn là một con người rất là nhạy bén. Thứ hai nữa là sắc sảo, khôn ngoan và thông minh. Ra bên ngoài lúc nào cũng trên cơ người khác, được người khác đỡ và người khác nâng, có tố chất để làm một người thủ lĩnh lãnh đạo, sau này cố gắng phát huy thì con đường công danh của mình mới sáng và tươi lên được bạn nhé. Tự tin lên, bản thân mình là đang nắm vững chắc bản thân của mình đấy. Rất là thuận luôn, đường con cái cũng rất là đẹp. Vâng, xin chào bạn Song Linh. Hữu duyên được các bạn ở đây, cũng mong là tương tác có thể chia sẻ với các bạn rất là nhiều. Vì thời gian thì vẫn còn dài lắm, mình xem là giờ đến tận khuya cơ. Thế nên là chúng ta cứ bình tĩnh, các bạn tương tác, các bạn chia sẻ giúp mình nhá. Hữu duyên tương tác và chia sẻ đấy ạ. Song Linh sinh ngày 23 tháng 8 bạn ơi. Riêng đối với cái tuổi 98 Mậu Dần mệnh thổ, đây là lá bài ca bích bạn nhé. Lá bài ca bích tiền tài và địa vị đây này. Tiền tài và địa vị của mình rất là sáng này, trong gia đình nhà mình này rất là thiêng luôn nhá. Đền nhà mình cực kỳ thiêng luôn. Nếu chịu khó đi ra đền, bởi vì các bạn thường quên ra chùa mà quên mất cái đền. Vào cái đền đấy làm cái mâm hoa quả và có nén hương kêu lên một tiếng thì sau này con đường công danh nhà mình rất là sáng và thuận luôn đấy. Vâng, xin chào bạn Nga Tai nhá, xin chào bạn Khoa Khoa và xin chào Lý Thị Sĩ ạ. Vâng, học tập chú ơi, chú cảm ơn con rất là nhiều nhá. Chú chia sẻ con một chút đây này. Con sinh ngày 20 tháng 5 năm 2004 năm Giáp Thân. Mệnh của con là mệnh thủy, đây là lá bài át chuồn con nhá. Át chuồn con là người cầu tiến. Thứ hai nữa là con rất thuận về con đường học tập. Thế cho nên là chú cũng chúc con là mọi việc hanh thông, số con sau này là làm chính trị, sẽ là một nhà chính trị gia rất là tài và kiệt xuất. Con là người sẽ để lại được tiếng thơm muôn đời, người khác sẽ nhớ đến con về hậu thế sau này. Nên là con hãy cố gắng và phát huy lên, con nhé. Vâng, xin chào bạn Lý Thị Sĩ đúng không? Về đường kinh doanh đúng không? Kinh doanh và đường tình duyên. Thì để xem cho bạn thế này. Vâng. Bạn đây là bài 2 dô bạn nhé. Bạn có trắc trở về đường tình duyên rồi Lý Thị Sĩ ạ. Nhớ này, các bạn đã bị trắc trở về vấn đề liên quan tới tình duyên. Bạn trắc trở về đường tình duyên nhưng đường làm ăn của bạn lại sáng, ra bên ngoài có rất là nhiều người nên lấy chồng muộn. Lấy chồng muộn thì cuộc đời của bạn mới hanh thông và tươi sáng được, nghe rõ chưa? Lấy chồng sớm thì vất vả lắm. Ai mà muốn xem kỹ nhá thì kết bạn với mình này. Bạn nào muốn xem kỹ, xem đầy đủ và chi tiết, kết bạn với mình. Inbox cho mình sẽ xem chi tiết cho các bạn, kể về quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì ở đây các bạn rất là nhiều người, ai cũng muốn xem nên mình chỉ xin phép mà xem qua qua. Những ai có số phận tốt thì mình chỉ nhấn rằng là các bạn có số phận tốt để các bạn phát huy. Còn ai thực sự khó khăn thì mình sẽ đi sâu vào để mong tìm được cái hướng giải quyết cho các bạn ý, để các bạn có cái cuộc sống nó trọn vẹn và toàn vẹn hơn, đúng không ạ? Ai muốn xem chi tiết thì kết bạn và gửi inbox cho mình sẽ xem cụ thể cho các bạn nhé. Vâng, xin chào bạn Văn Trương. Và Văn Trương muốn xem về vấn đề tình duyên và sự nghiệp đúng không ạ? Chia sẻ với bạn một chút như thế này. Bạn sinh ngày 9 tháng 8. Cái tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa của bạn, đây là lá bài ca dô bạn nhé. Thăng trầm liên quan đến công việc. Công việc của bạn rất là vất vả và có nhiều biến cố thăng trầm. Sau này làm ăn rất là khó, có tiền rồi lại mất. Mình luôn trong cái trạng thái là bình ổn. Thế đã là tuyệt vời rồi, đối với nhiều người ở cái tuổi này là rất là khó khăn luôn. Vẫn còn đang phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, nhưng bạn là người có bản lĩnh. Bạn đã tự làm cho mình những đồng tiền đầu tiên. Bạn đã vun vén cho gia đình, là người sống nội tâm rất là thương bố mẹ. Nhiều khi vẫn còn hay khóc thầm, nam nhân khóc thầm rất là quý.
cũng mong là bạn vẫn giữ vững được cái bản chất và lập trường của mình, cố gắng làm ăn hơn nữa. Cái thứ hai nữa, sau này ra ngoài làm ăn rất là con lọc nhá, con lọc lọc cô đấy, phải lên kêu cô Bơ đi, cô sẽ giúp cho rất là nhiều. Vâng, xin chào bạn gì đây, Phạm Lê Duy Thế. Vâng, xin phép chia sẻ với bạn Phạm Lê Duy Thế như thế này. Bạn thì sinh ngày 1 tháng 5 năm 89 tuổi Kỷ Tỵ, mệnh bạn là mệnh Mộc, đại lâm Mộc. Đây là lá bài át chuồn nhé bạn nhé, là một người cầu tiến, lúc nào cũng mong muốn bản thân mình được hoàn vẹn và hoàn thiện. Bản thân mình lúc nào cũng là người giàu sang và phú quý, đi ra ngoài được người khác quý, người khác nâng rất là nhiều. Con đường công danh sự nghiệp của bạn cực kỳ kỳ sáng luôn. Thế cho nên là bạn làm gì cũng hợp tình hợp lý. Cái thứ hai nữa, trong gia đình nhà mình ý, là mộ tổ rất là thiêng, các bạn chịu khó kêu cầu lên thì nó sẽ rất là tuyệt vời nhé. Xin phép quay trở lại với các bạn một chút nhé các bạn ơi. Những ai mà muốn xem chi tiết tiết nhá, thì các bạn vui lòng này, nhớ này, ai muốn xem chi tiết vui lòng kết bạn với mình và inbox cho mình sẽ xem chi tiết cho các bạn nhé. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn Trung Phương Linh nhé, Trung Phương Linh, Phương Hà đúng không ạ? Con cảm ơn cậu rất là nhiều, cậu xem cho chồng con. Vâng, đối với chồng của bạn, sinh năm tuổi của chồng bạn là tuổi Dậu tháng 8 năm mệnh Kim, kiếm phong Kim. Chồng bạn vất lắm bạn ạ, ra ngoài rất là vất. Chồng bạn rất là thủy chung, thương vợ thương con cực kỳ luôn. Ra ngoài làm ăn buôn ba ở bên ngoài nhưng lúc nào cũng nhớ thương về gia đình, lúc nào cũng nhớ tới vợ, nhớ tới con, quý cực kỳ luôn. Hãy biết trân trọng về những cái điều này nhá. Vợ chồng thuận với nhau về đường tình duyên là tốt lắm, không phải ai cũng được như thế đâu. Ra ngoài làm ăn, tuy nhiên là tiền tài thì nó không có nhiều nhưng sớm sẽ có được nhà cửa và đất đai thôi nhá. Hai vợ chồng rất là thuận với nhau, vợ chồng thuận hòa thì biển Đông tát cạn cả thôi, không phải lo lắng điều gì cả đâu. Vâng, xin chào bạn Nga Ta đúng không ạ? Bằng xin phép chia sẻ với xin chào bạn Trang Hoàng nhé. Nga Ta ơi, chia sẻ bạn như này, bạn sinh ngày 28 tháng 9 năm 94. Tuổi của bạn thì là tuổi Tuất rồi. Thì chia sẻ với bạn, đây là lá bài 4 bích, bạn nhìn rõ không ạ? Lá bài 4 bích này thì bạn đang bị tổn thương về vấn đề tâm lý và tình cảm, mình đang bị tổn thương. Thế cho nên là mình cũng hết sức bình tĩnh. Cái khoảng thời gian này thì gia đình nhà mình rất là khó khăn. Mọi chuyện nó đến với mình nó không được thuận cho lắm đâu. Thế cho nên là mọi chuyện nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cũng mong bạn luôn luôn là khỏe mạnh, lúc nào cũng dồi dào sức khỏe. Vâng, cảm ơn Trang Hoàng rất là nhiều nhá. Xin chào bạn Nguyễn Ngọc Thành ạ. Vâng, chú chào con. Chia sẻ với con một chút như thế này, bởi vì là số phận của con thì nó đã an bài sẵn rồi. Cái tuổi của con là cái tuổi mệnh con là mệnh Kim, tức là kiếm phong Kim. Số mình chỉ làm ăn chung được thôi con nhá. Mình kết hợp làm ăn chung với cái người bằng tuổi của mình ấy, cùng mệnh Kim. Hoặc là mệnh thổ nhá, mệnh thổ thì sẽ giúp. Mệnh thổ và mệnh kim, hai cái mệnh này kết hợp với con rất là thuận. Nếu con làm việc được với một người nam mệnh thổ mà sinh tháng 8 với con nhá, tháng 8 mệnh thổ, thì con sẽ thăng tiến rất là nhanh. Con đường quan lọc của con sáng cực kỳ luôn. Con về con tìm lại đi. Vâng, bạn ơi Nguyễn, bạn nào đây? Tuyết Phạm Thị Ngọc ạ. Vâng, Tuyết Phạm Thị Ngọc ơi, mình xem cho bạn rồi đấy. Còn nếu muốn xem kỹ thì bạn kết bạn với mình đi. Kết bạn với mình và inbox cho mình sẽ xem lại cho bạn sau nhé. Để nhường cho những người khác đi, vì vừa nãy mình đã xem cho bạn rồi. Vâng, xin chào bạn Thiếu Nguyễn ạ. Không nhìn thấy ngày tháng năm sinh của Thiếu Nguyễn rồi. Xin chào Trung Phương Linh, Phương Hà nhé. Vâng, cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng, xin chào bạn Nga Tai nhé. Vâng, Thiếu Nguyễn ơi, không nhìn thấy ngày tháng năm sinh của Thiếu Nguyễn rồi. Thiếu Nguyễn cho mình xin ngày tháng năm sinh đi nhé. Các bạn tương tác nhé, các bạn tương tác, các bạn chia sẻ. Còn ai cần xem chi tiết thì kết bạn với mình đi, mình sẽ xem chi tiết cho các bạn. Vâng, cảm ơn bạn Văn Chương rất là nhiều. Vâng, xin chào bạn Dực Đức Dương đúng không ạ? Vâng, Đức Dương muốn xem về vấn đề tình duyên và công danh. Sinh ngày 27 tháng 8 năm 1986, cái tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, Lưu Trung Hỏa. Đây là lá bài Cazo nhé. Lá bài Cazo nói lên vận mệnh của bạn như sau. Bản thân mình là người thăng trầm, sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và biến cố.
con đường công danh sự nghiệp của mình không thuận lợi, con cái thì rất là tốt, vừa mới có báo hỷ trong năm nay, hai vợ chồng báo hỷ về đường con cái, thế cho nên là mọi chuyện nó đều rất là thuận lợi nhé. Nhớ này, mình gặp vất vả lắm nhưng lại cực kỳ với hợp cái đứa bé vừa mới sinh này, hai vợ chồng sẽ được lọc từ con cái mà làm ăn trở nên giàu sang phú quý từ năm 2019 trở đi nhé, cuối năm 2019 chứ không phải đầu năm, cuối năm 2019 đã bắt đầu có tiền tài rồi. Xin chào cô gái mưa. Bạn nào mà muốn xem chi tiết nhé, thì kết bạn với mình đi, rồi inbox cho mình sẽ xem cụ thể cho các bạn nhé. Vâng, xin chào bạn Lý Thị Sĩ, chưa nhìn thấy ngày nắng năm sinh của Lý Thị Sĩ đâu cả. Xin chào bạn Lâm Diệu Ly. Và Lâm Diệu Ly sinh năm 2000, Canh Thìn, Mạnh Kim, Bạch Lạp Kim, sinh ngày 25 tháng 4, đây là lá bài Kazo. Kazo nói lên điều gì? Sự thăng trầm và vất vả đây này. Số bạn còn long đong lận đận lắm, người thì đẹp, đẹp như một nàng kiều vậy. Tuy nhiên thì bạn đã biết rồi, nhắc tới kiều là nói về cái sự long đong lận đận về đường tình duyên, vất vả, chuyên chuyên, sau này ít nhất cũng hai đời chồng. Nếu muốn cải thiện thì lấy chồng muộn và lấy xa nhà, mọi chuyện hanh thông, cuộc sống hạnh phúc và gia đình tiền tài mới có. Bạn nghe rõ không ạ? Nếu không rất là vất vả luôn. Vâng, xin chào bạn. Vâng, các bạn ơi, cứ bình tĩnh thôi, từ từ mình sẽ xem lần lượt cho tất cả các bạn. Bởi vì các bạn cứ nhiệt tình tương tác với mình. Ai mà chưa được xem thì cứ kết bạn, theo dõi mình sẽ xem cho các bạn. Và xin chào Nguyễn Trọng Đức ạ. Nguyễn Trọng Đức cũng là Mạnh Kim đây, sinh ngày 8 tháng 11, xem về con đường công danh sự nghiệp. Đây là lá bài Bazo bạn nhé. Bazo thì nói lên sự muộn phiền rồi. Bản thân mình lúc nào cũng khó khăn. Làm việc nó mệt mỏi lắm, làm ăn nó khó, kể cả học tập cũng thế. Mình đã nỗ lực cố gắng hết sức mình rồi, nhưng cái con đường học tập của mình nó không được thuận lợi, làm điều gì cũng rất là vất vả. Thế nên đây là một cái sự khó khăn đối với gia đình nhà mình, hết sức chú ý nhé. Con đường học tập của bạn, bạn học, bạn đã có sự nỗ lực, nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều người tốt phúc, tốt số hơn, người ta vẫn vượt được mình. Mình hãy bằng lòng với mình thôi, đừng quá bon chen vì số của bạn là dính tới cung pháp luật. Tốt nhất là nên theo cái ngành công an và quân đội đi. Theo ngành công an và quân đội sẽ tốt cho bạn rất là nhiều. Vâng, xin chào bạn Gia Kỳ, xin phép chia sẻ với bạn Gia Kỳ như thế này nhé. Bạn Gia Kỳ ơi, tặng cho bạn một lá bài để hữu duyên lấy may. Bởi vì là các bạn inbox cho mình bây giờ thì mình đang live stream, mình làm sao trả lời inbox cho các bạn được. Mình chỉ xem trực tiếp trên này thôi. Đây là lá bài ba cơ bạn ơi. Bạn là người rất là tự tin năng động, là người cá tính và có bản lĩnh. Sau này lấy chồng làm chủ cả gia đình nhà chồng luôn. Chồng của bạn rất là kém về vấn đề ngoại giao, nhưng bạn lại được cái là rất là tốt về đường ngoại giao. Thế cho nên là con đường công danh sự nghiệp của hai vợ chồng rất là thuận và sáng, không cần phải lo lắng điều gì đâu. À, xin chào bạn Trần Bình nhé. Trần Bình ơi, cái vòng như thế này ấy, thì hiện tại bây giờ mình đang bán là 369.000, 369.000 thì mình sẽ tẩy uế, làm trì chú, làm lễ để cầu công danh sự nghiệp cho bạn nhé. Thế thì bạn inbox cho mình đi, bạn để lại số điện thoại và địa chỉ, mình sẽ làm lễ cho bạn để cầu công danh cho bạn. Thì xong sáng mai mình sẽ làm, thì đến chiều mai mình sẽ gửi cho bạn nhé, là ngày kia bạn sẽ có được vòng thôi nhé. Bạn inbox cho mình số điện thoại và địa chỉ đi, mình sẽ gửi vòng cho bạn nhé. Và cả ngày tháng năm sinh nữa để mình làm cho nó chuẩn ạ. Vâng, các bạn bình tĩnh, mình sẽ xem lần lượt cho tất cả các bạn nhé. Xin chào bạn Phương Phương Phạm ạ. Vâng, Phương Phạm sinh ngày 5 tháng 6, muốn xem về con đường công danh, riêng cái tuổi Đinh Mão Mạnh Hỏa nhé. Đây là lá bài Astro, thì càng khó khăn thì mình mới có thể sống được giàu có và giàu sang được. Còn nếu mình có cái cuộc sống bình bình như hiện tại bây giờ, không ăn thua đâu. Số của bạn là vứt vào trong gai dỉ máu nhiều, nhưng sau này đau thương sẽ biến thành lằn lặn, rồi chai lì, từ đó phát triển lên giàu sang và phú quý. Nói như vậy là vì sao? Bởi vì khởi vận của bạn thì rất là khó khăn nhá. Khởi đầu khó khăn, vất vả vô cùng, và chuyên làm việc gì cũng khó. Tuy nhiên trung vận trở về sau này thì con đường công danh sự nghiệp của mình hanh thông và cực kỳ sáng luôn, rất là thuận cho con đường làm ăn. Nhớ chưa ạ? Nếu mà biết kết hợp với lại một người khác tuổi nữa, hơn tuổi mình 2 tuổi thôi, nữ nhân hơn 2 tuổi, thì con đường làm ăn của mình sẽ sáng và nhanh hơn rất là nhiều. Vâng, xin chào bạn Cha Nguyễn ạ. Vâng, Cha Nguyễn sinh ngày 16 tháng 7, năm Giáp Tý, Mạnh Kim, tức Hải Trung Kim. Đây là lá bài 6 chuồn bạn nhé. Lá bài 6 chuồn nói về cái con đường công danh sự nghiệp. Nếu sau này làm chính trị thì có tiếng thơm muôn đời và để lại được cho đời sau noi gương theo và học hỏi nhé. Còn nếu làm kinh tế thì vất vả, bôn ba nơi đất khách quê người. Sau này thì khó có cơ hội quay trở lại cố hương lắm. Nghe rõ chưa ạ? Vâng, xin chào bạn bé Thái ạ. Vâng, bé Thái sinh ngày 8 tháng 6, năm Mậu Dần, mệnh của bạn là Thổ, tách thành đầu Thổ. Đây là lá bài 8 rô. 8 rô nói về con đường tài lộc của bạn này.
Tài lộc đang tới gần rồi, số bạn làm kinh doanh rất là sớm, sau này phải ra ngoài làm kinh doanh từ sớm, bươn trải đây này. 19 tuổi đã bắt đầu đã có tiền tài và địa vị. Nhớ chưa, 19 tuổi là đã có tiền tài, một khoản tiền lớn rồi đấy, nhiều người mơ không được đâu, bản thân mình làm được. Nghe rõ không ạ? Vâng, xin chào bạn Nguyễn Trường Giang. Nguyễn Trường Giang tuổi Ngọ, mệnh Thổ lộ bằng Thổ, xem về con đường công danh sự nghiệp, đây là lá bài năm cơ. Chỉ tốt về đường tình duyên thôi. Công danh sự nghiệp thì vất vả nhé. Công danh sự nghiệp nhà mình vất lắm. Trong gia đình nhà mình hiện tại bây giờ là có người âm đang đi theo. Mà cái người âm này là một bé gái nhé. Bé gái khoảng 2 tuổi đang đi theo và bám bạn. Thế nên cần phải cắt cái duyên âm này ngay đi. Nếu không con cái nhà mình sau này rất là khổ. Con đường làm ăn của bạn cũng rất là vất. Không thành được vấn đề gì đâu. Nghe rõ chưa ạ? Vâng. Các bạn cứ bình tĩnh. Xin chào bạn bạn gì đây? Hải Lý đúng không ạ? Vâng. 22 tháng 5, năm Tân Mùi, mệnh Thổ, lộ bàng Thổ, đây là lá bài 8 rô bạn nhé. Lá bài 8 rô nói về tài lộc, ý nói rằng là bản thân bạn chỉ được về đường công danh sự nghiệp của mình thôi. Con đường quan lộc của mình sáng, sau này được tự hưởng đất đai từ gia tiên để lại. Số là nữ, sau này một là bản thân bạn trưởng nữ thì sẽ lấy thứ nam, hoặc mình là thứ nữ thì sẽ lấy trưởng nam, thì phải phụ trách việc thờ cúng. Ở trong này đề nói rất là rõ, bạn sẽ phải gánh vác cái chuyện thờ cúng trong gia đình. Kể cả bạn là trưởng nữ hay chồng bạn là trưởng thì cả hai người đều phải làm cái công việc này. Thì con đường quan lộc của mình sau này mới có lộc, con cái mới khỏe mạnh được, nếu không mình sẽ bị phá. Vâng, xin chào bạn. Vâng, bạn ơi, thứ nhất chia sẻ với bạn một chút như thế này. Những bạn nào mà muốn xem cụ thể và sâu hơn thì các bạn vui lòng này, vui lòng kết bạn với mình. Kết bạn với mình nhá, thì mình sẽ xem cụ thể cho tất cả các bạn và inbox cho mình đi. Ai muốn xem chi tiết cụ thể thì kết bạn và inbox, mình sẽ xem cho các bạn chi tiết luôn. Vâng, xin chào bạn ạ. Hoa Xuân An đúng không ạ? Hoa Xuân An sinh ngày 9 tháng 5, năm Giáp Tuất, mệnh Hỏa, sơn đầu Hỏa, đây lửa trên núi, đây là lá bài 4 chuồn bạn nhé. Lá bài 4 chuồn nói về con đường công danh sự nghiệp của bạn đang rơi vào bế tắc và đang gặp thất bại. Muốn làm gì thì làm thì rất là khó khăn cho bản thân bạn thôi. Cũng hữu duyên là mong bạn hãy cố gắng hơn nhiều nhiều, bởi vì số của bạn rất là khó. Nếu sau này mà không cải thiện thì không làm ăn được. Hãy đến đền của ông 10 để xin về công danh sự nghiệp. Đến đền ông 10 xin về công danh sự nghiệp thì mới có thể sáng. Bạn hợp với ông 10 lắm đấy, có lộc đấy. Vâng, xin chào bạn Văn Phạm ạ. Vâng, Đỗ Việt Hưng sinh ngày 25 tháng 12 năm Quý Hợi. Vâng, năm Quý Hợi đây là lá bài át chuồn nhé. Là người cầu tiến, là người cầu tiến này, làm việc về liên quan tới chính trị, tức là làm nhà nước thì sẽ thăng tiến tốt. Còn nếu làm về kinh doanh thì khó. Bản thân bạn có thể làm được hai nghề, kinh doanh là nghề tay trái, tuy nhiên nó sẽ không được có tiền tài lắm đâu, chỉ có tiền tài về làm chính trị thôi. Vâng, xin chào bạn Toàn Võ, muốn xem về vấn đề công danh đúng không ạ? Toàn Võ sinh ngày 8 tháng 1 năm Bính Dần đúng không ạ? Vâng, cái tuổi Bính Dần là mệnh Hỏa, lô trung Hỏa, đây là lá bài ca bích rồi bạn nhé. Lá bài ca bích tức là tiền tài và địa vị. Mình là người hoàn thiện, hoàn chỉnh, tiền tài cũng có và địa vị cũng đều có. Tuy nhiên phải là sau tuổi 35 bạn nhé. Sau tuổi 35 mới có tiền tài và địa vị, đang bắt đầu đi vào nền tảng rồi đây. Đang rất là thuận rồi bạn ơi. Vâng, xin chào bạn Đào Quang Tú ạ. Đào Quang Tú sinh ngày 15 tháng 3 năm Mậu Dần, mệnh Thổ, thành đầu Thổ, đất xây thành, đây là lá bài 8 rô bạn nhé. Lá bài 8 rô nói về vấn đề liên quan tới tài lộc của bạn. Tài lộc của bạn rất là sáng và vượng, mọi chuyện rất là hanh thông, không cần phải lo lắng điều gì cả. Trong gia đình nội tổ nhà mình hiện tại bây giờ là mộ tổ rất là thiêng. Cái thứ hai nữa là mộ tổ vừa mới được sửa sang và lau dọn, nên cụ tổ đang phù hộ độ trì cho tất cả các bạn. Trong thành viên gia đình nhà mình có rất là nhiều người làm quan lớn, làm quan to và có địa vị về kinh tế rất là giàu có. Chính vì vậy nên là cuộc sống của các bạn rất là thuận hòa và hiện tại bây giờ đang là giàu sang phú quý. Hãy tiếp tục phát huy điều này thì con đường của các bạn mới tốt hơn được nữa. Vâng, các bạn ơi, nếu ai muốn xem cụ thể về điều gì á thì các bạn kết bạn với mình nhé. Kết bạn với mình đi, inbox với mình thì mình sẽ xem cho tất cả các bạn nhé. Inbox cho mình đi, các bạn cứ inbox cho mình. Và xin chào bạn Hải Tuệ IH đúng không ạ? Tải Huệ IH sinh ngày 4 tháng 4 năm Bính Tý, mệnh Thủy, giảm hạ thủy, đây là lá bài bảy cơ, bạn nhìn rõ không ạ? Lá bài bảy cơ này nói lên điều gì?
Lá bài bảy cơ mang lại sự may mắn, tài lộc và sinh khí. Bản thân bạn hiện tại bây giờ đang hợp hướng với gia đình nhà mình. Chính vì vậy ở cái ngôi nhà này mình lúc nào cũng cảm thấy thoải mái, thư thái. Bước chân ra khỏi cửa nhẹ nhàng, thanh thang, không phải lo lắng điều gì cả, không phải lo muộn phiền điều gì hết vì con đường của bạn quá sáng. Xin chào bạn Vũ Văn Hiệp. Vũ Văn Hiệp sinh ngày 15 tháng 5 năm Kỷ Mão, mệnh Thổ, thành đầu Thổ. Đây là lá bài di truyền bạn nhé. Lá bài di truyền nói lên rằng bản thân bạn làm việc gì cũng thành công. Số của bạn là số hưởng, làm việc gì cũng thành. Cứ động chân động tay vào đâu là có tiền tài và có của cải bạn ạ. Vâng, xin chào chị Dương Hằng Nga nhé. Chị Dương Hằng Nga ơi, em chưa nhìn thấy ngày tháng năm sinh của chị đâu cả. Chị cho em xin cái ngày tháng năm sinh của chị đi ạ. Vâng, cảm ơn Vũ Văn Hiệp rất là nhiều nhé. Vâng, xin chào Trịnh Minh Thi. Trịnh Minh Thi sinh ngày 19 tháng 8 năm Mậu Thìn, mệnh Mộc, Đại Lâm Mộc. Đây là lá bài ca chuồn chị nhé. Lá bài ca chuồn bản thân chị là gì? Xuôi chèo mát mái, tức là làm việc gì cũng hanh thông và thuận lợi, làm việc gì cũng rất là hòa hợp. Người ta đi làm thì trăm công nghìn việc, vất vả khó khăn, muôn trùng bủa vây kéo tới. Còn bản thân chị thì nhàn nhã như không có việc gì cả. Cứ vừa làm lại vừa chơi, vừa làm vừa hưởng thụ. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng, lúc nào cũng vui vẻ và có tiếng cười đầy ắp trong gia đình nhà mình. Rất là khéo léo, hòa thuận được, dung hòa được cả hai bên nội ngoại. Đây cũng là một điều rất là tuyệt vời với bản thân chị nhé. Chúc chị gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hữu duyên được gặp chị. Còn việc gì khó khăn hay có vấn đề gì muốn trao đổi cụ thể, chị kết bạn và inbox cho em sẽ xem cụ thể cho chị nhé. Vâng, xin chào Lê Văn Hải ạ. Lê Văn Hải sinh năm 1998 theo âm lịch đúng không ạ? Vâng, riêng cái tuổi 98 Mậu Dần mệnh Thổ, đây là lá bài bảy chuồn bạn nhé. Bạn nghe rõ không ạ? Lá bài bảy chuồn nói lên bản thân bạn đang khó khăn về mọi thứ mọi bề luôn. Bạn làm gì bạn cũng gặp khó khăn và vất vả. Chính vì vậy số của mình nó không tốt. Số không tốt thì phải kêu, phải cầu lên thì mới thuận về đường làm ăn được. Chứ nếu không thì bản thân bạn không làm ăn được điều gì đâu. Vất vả vô cùng, càng làm thì càng mất. Khó khăn nó đến với bạn, lúc nào cũng cảm thấy ở trong người mình nó ngột ngạt. Âm khí nhà mình nó nặng nề quá. Đêm ngủ thì cảm thấy là như hình như có ai đó đang đè lên phía trước. Đấy, thế nên là âm khí nó quá nặng không hợp. Trong gia đình nhà mình thì cần phải chấn lại cái ngôi nhà này đi. Làm cái lễ để chấn lại bốn góc của cái ngôi nhà thì may ra mới có thể cải thiện được. Chứ nếu không cái nhà âm khí nặng này thì cuộc sống nó bế tắc lắm. Nó không tới đâu và mới tới đâu đâu bạn ạ. Và xin chào bạn Tú Phan ạ. Tú Phan ơi, hiện tại bây giờ ấy, nói thẳng luôn một câu ấy, là nhà bạn vừa rồi là đã động chạm tới chùa chiền. Nói thẳng luôn thế, các bạn, nhà bạn là có người đã tham gia vào việc dỡ chùa chiền. Thế cho nên là hiện tại bây giờ là đang bị ám. Bản thân gia đình nhà mình là đang có người nằm liệt giường không dậy được. Mà thuốc thang bao nhiêu cũng không chữa được. Không chữa được, chỉ có làm lễ và phải xin thôi. Đưa lên chùa mà xin thì lúc bây giờ mới có thể may ra còn dậy mà làm ăn được. Chứ không thì hỏng hết, cứ nằm vại mãi như thế thôi. Bao nhiêu thuốc thang cũng không chữa được đâu. Đi ra viện người ta còn không tìm ra là bị bệnh gì cơ. Về nhà xem xét lại nhé. Vâng, xin chào bạn Thủy Thủy đúng không ạ? Thủy Thủy sinh ngày 25 tháng 11 năm Đinh Sửu, mệnh Thủy, giảm hạ Thủy. Đây là lá bài bốn chuồn. Rất là vất vả, làm việc gì cũng khó khăn lắm. Số bạn kiểu như là khắc khẩu ấy, đi ra ngoài làm việc không hợp được với người ta. Có năng lực nhưng mà không hợp với chủ. Thế cho nên là hầu như là cứ làm được một thời gian rồi người ta tìm cách là lại chuyển bạn đi thôi. Khó khăn, giống như là đi ra đường là kiểu như bạn hay bị gặp tà ấy, nó khó như thế. Thế cho nên là bản thân bạn thì tốt nhất ý, là nên nghỉ việc và làm một cái công việc mới đi. Mình lựa chọn công việc vào khoảng tháng 11 đi. Tháng 11 nó sẽ rất là hợp với bản thân bạn thì mọi việc nó sẽ hanh thông và thuận lợi với bạn lắm. Còn nếu không thì khó, cũng không làm ăn được đâu. Và bạn nào mà cần xem chi tiết thì kết bạn với mình đi. Các bạn kết bạn nhé, kết bạn với mình đi rồi theo dõi vào đấy có gì cần thì cứ inbox cho mình sẽ xem cho. Xin chào bạn nhà đẹp nhé, xem cho anh em nhé, ngày 14 tháng 8 đúng không ạ? Vâng, xem cho bạn ngay, ngày 14 năm tháng 8 năm Đinh Mão, mệnh Hỏa, Lư Trung Hỏa, đây là lá bài 6 rô bạn nhé. Lá bài 6 rô tức là anh bạn chỉ thanh thản đủ ăn thôi. Đủ ăn đủ mặc, không có nhiều cái của cải dư thừa đâu. Ngửa lòng bàn tay lên đi, dưới đốt ngón trỏ, ngón thứ hai, ngón giữa và ngón áp út, cả ba ngón đều rất là mỏng, không có tiền tài để dành đâu. Nhớ chưa, không có tiền tài để dành đâu. Số lại hay bị ốm đau bệnh tật, mà đã ốm thì ốm rất là nặng. Tiêu toán tiền bạc tiền của rất là nhiều. Vâng, xin chào bạn Linh Tinh. Linh Tinh sinh ngày 4 tháng 1 đúng không ạ? Vào ngày 4 tháng 1 năm Tân Tỵ,
Mệnh kim, bạch lạp kim, đây là lá bài 10 xô. Bỏ lỡ sự nghiệp của mình rồi nhá. Mới sinh năm 2001 thôi, năm nay xác định kỹ cái nghề nghiệp của mình đi. Năm nay làm thì học về cái trường khối ngành liên quan tới quân sự kỹ thuật đi nhá. Học quân sự và kỹ thuật nó sẽ hợp với bản thân bạn, sau này ra ngoài con đường công danh sự nghiệp mới thăng tiến và bền vững về lâu về dài được. Còn nếu không thì vất vả lắm, không ăn thua được đâu nhá. Bạn Hà Lê ơi, kết bạn với mình đi, xong inbox cho mình sẽ xem cho bạn xem là sinh con vào tháng mấy thì có thai vào tháng mấy thì sẽ có con trai nhá. Bạn in kết bạn với mình đi, rồi nhắn tin cho mình thì mình sẽ xem cho bạn cái khoảng thời gian sinh con thì có thể có được con trai. Vâng, xin chào bạn Hạnh Hạnh. Hạnh Hạnh ơi, bạn sinh ngày hay mùng 5 tháng 10 đúng không ạ? Mùng 5 tháng 10 năm Giáp Tuất. Mạnh hỏa sơn đầu hỏa, đây là lá bài bốn chuồn bạn nhé. Lá bài bốn chuồn, bản thân bạn đang gặp rất là nhiều vất vả rồi. Làm ăn hiện tại bây giờ đang thất bại, mà sắp sửa là phải chuyển việc mới. Đấy, đang rất là khó khăn đây này. Sắp sửa có cái thông tin là phải điều chuyển chuyển việc đi rồi. Thế nên là sẵn sàng đón nhận nó đi. Hoặc là bạn không muốn chuyển thì hãy tìm cách nhé. Nhớ đấy, là mình đang gặp chắc trở rắc rối liên quan đến công việc rồi. Hãy phải tìm cái hướng khai thông nó ra. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Thế Huynh ạ. Nguyễn Thế Huynh sinh ngày 8 tháng 5 năm Bính Tý, mệnh thủy giảm hạ thủy, đây là lá bài 6 chuồn bạn nhé. Lá bài 6 chuồn nói lên là bản thân bạn sau này là sẽ thành công rất là sớm. Sớm va chạm vào con đường công danh sự nghiệp của mình là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cuộc đời của bạn ấy sẽ là có quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người giúp. Cái thứ ba nữa, ra bên ngoài, người gì ở trên dương thế này cũng đỡ cho bạn rất là nhiều, tức là số là được nhờ từ bạn bè số giàu sang phú quý, có địa vị, có tiền tài sẽ giúp cho bạn một phần rất là lớn. Con đường công việc của bạn rất là hanh thông và thuận lợi. Vâng, các bạn ơi, các bạn chia sẻ đi, các bạn chia sẻ hoặc ai cần theo dõi chi tiết thì có thể là kết bạn với mình, inbox cho mình sẽ xem cho tất cả các bạn nhé. Xin chào bạn Lam Nguyễn đúng không ạ? Lam Nguyễn sinh ngày 12 tháng 10. Năm Kỷ Mùi, mệnh hỏa, thiên thượng hỏa đây này. Thiên thượng hỏa nhé, lá bài năm chuồn này. Năm chuồn, thiên thượng hỏa thì quá thuận lợi rồi còn gì nữa. Cái tuổi Mùi mà mệnh hỏa đây này, bốc ngay vào năm chuồn thì hiện tại đang thuận lợi rồi còn gì nữa. Con đường công danh sự nghiệp của mình nó đang sáng chói lên rồi. Thế cho nên là mình không cần phải lo lắng điều gì cả đâu nhá. Cảm ơn Thủy Thủy rất là nhiều nhá. Không cần phải lo lắng điều gì cả đâu, mọi chuyện nó đang rất là tốt. Tuy nhiên là trong gia đình nhà mình là khắc khẩu với nhau đấy, gia đình không hợp với nhau một chút nào đâu. Muốn làm ăn tốt thì tốt nhất là phải làm cho gia đình mình yên trước nhá, trong ấm ngoài mới êm được bạn ạ. Và ai cần thì có thể kết bạn với mình nhé, mình xem cụ thể cho. Và Dung Kem ơi, chưa nhìn thấy ngày tháng năm sinh của Dung Kem đâu cả nhé. Dung Kem cho xin cái ngày tháng năm sinh đi, hoặc kết bạn inbox cho mình xem cho bạn sau nhé Dung Kem. Vâng, xin chào bạn Phong Thương ạ, sinh ngày 6 tháng 12 năm Đinh Mão, mệnh hỏa, lưu trung hỏa, đây là lá bài 10 cơ bạn ơi. Lá bài 10 cơ nói về bản thân bạn là người hoạt bát, nhanh mồm nhanh miệng, lúc nào cũng vui vẻ. Nếu làm nghệ thuật theo cái con đường như danh hài Hoài Linh thì đừng hỏi về con đường tiền tài luôn, tiền tài vào nhà như nước luôn, không bao giờ phải lo lắng điều gì cả, rất hợp về đường làm ăn như thế nhé. Vâng, xin chào bạn Bùi Hoàng Đạt ạ. Và cảm ơn Lam Nguyễn ạ. Bùi Hoàng Đạt sinh ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Mão, mệnh thổ, thành đầu thổ, đây là lá bài quy bích bạn nhé. Là người ích kỷ, chỉ biết có bản thân mình mà thôi, lúc nào cũng chỉ nghĩ cá nhân mình là trên hết, luôn mang cá nhân của mình ra để làm cái điều tự hào. Số mình thì vất vả lắm bạn ạ. Hai vợ chồng khắc khẩu với nhau không phải là do vợ, mà bản thân bạn đều gọi là có cái tính ích kỷ, lúc nào cũng ra trưởng, nói không bao giờ chịu suy nghĩ. Người khác khuyên, người khác bảo, nhưng lúc nào cũng để mặc ngoài tai, không bao giờ chịu, lúc nào cũng hành động theo cái lý trí của bản thân mình, dẫn tới mất lòng của người khác. Ra bên ngoài làm ăn cũng như vậy, cuộc sống của bạn nó khó khăn lắm, cần phải thay đổi bản thân mình đi thì mới có thể cải thiện được. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn Hà ơi, Hà ơi kết bạn với mình đi nhé, xong thì lát mình sẽ trả lời cho bạn sau. Bạn Hà cứ kết bạn với mình đi, tí mình trả lời sau, bởi vì có nhiều cái bạn khó lắm bạn ạ. Mình không thể ngồi đây mà mình giải quyết cho bạn ngay được. Bạn phải inbox cho mình trả lời bạn sau. Vì vấn đề của bạn nó dài, cái hạn của bạn nó nặng, nên phải giải quyết thì nó phải rất là lâu ạ. Vâng. Vâng, xin chào bạn Mỹ Nhung ạ. Mỹ Nhung sinh ngày 16 tháng 2 năm Giáp Tuất, mệnh hỏa sơn đầu hỏa, đây là lá bài 9 cơ bạn nhé.
là bài chiến cơ. Bản thân bạn đang bị tổn thương về vấn đề tâm lý nhá, đang bị tổn thương về vấn đề tâm lý tình cảm rồi. Mình hết sức bình tĩnh, cái tuổi mình còn quá trẻ, va chạm về tâm lý này nó chỉ là cái giai đoạn khởi đầu thôi, sau này còn rất là nhiều, từ từ rồi mình sẽ vượt qua thôi. Con đường tình duyên của bạn thì phải muộn thì mới bền và vững và sâu được, còn nếu sớm thì khó khăn vô cùng. Nói luôn là như thế, lấy chồng sớm thì kiểu gì cũng đứt gánh ngang đường, hai vợ chồng không thuận hòa và sẽ dẫn tới tình trạng là chia ly. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ai cần xem chi tiết thì cứ kết bạn với mình nhé, thì mình sẽ xem cho các bạn sau. Và xin chào Phan Oanh, sinh ngày mùng 2 tháng 8, đúng không ạ? Mùng 2 tháng 8 năm Kỷ Mão. Bạn ơi, đây là lá bài ba chuồn bạn nhé. Kỷ Mão mạnh thổ, với lá bài ba chuồn này thì mình đang là người bị động, không chủ động bất kỳ công việc nào cả, lúc nào cũng ở trong cái trạng thái là bạn ơi mang tiền, mang việc đến cho tôi với, tôi đang không có việc gì làm, không ai mang cho bạn đâu. Hãy ra ngoài bươn trải đi, hãy ra ngoài mà tự làm đi. Mình đừng có ngồi kế hoạch suông nữa, ngồi kế hoạch suông không giải quyết được việc gì đâu nhá. Bản thân các bạn ấy phải tự mình làm việc thì mới có tiền tài được. Đi ra bên ngoài lăn lội đi, bắt tay vào làm công việc ngay đi, thì lúc bấy giờ mình có tiền tài được. Chứ đừng ngồi đấy mà nghĩ mơ mộng, mơ mộng viển vông ấy, các bạn chỉ nghĩ rằng ăn không khí mà sống thôi, không có tiền tài đâu. Thực tế lên nhá. Xin chào bạn Huấn Đa Lem ạ. Vâng, Huấn Đa Lem ạ, sinh ngày mùng 6 tháng 6 năm Đinh Sửu, giảm hạ thủy. Đây là lá bài bảy chuồn bạn nhé. Lá bài bảy chuồn này, bảy chuồn là bản thân bạn là người biết cách nắm cơ hội, lúc nào cũng tạo cơ hội cho mình tốt, là người biết cách kiểm soát rất là thuận. Cái thứ hai nữa là cái tuổi của bạn thì khởi nghiệp nó cũng rất là vất vả. Tuy nhiên cái giai đoạn trung vạn ngoài tuổi 20-21 của bạn là bắt đầu có tiền tài rồi, không phải lo lắng điều gì đâu nhé. Vâng, xin chào bạn Loan Dung. Loan Dung sinh ngày 15 tháng 9 năm Canh Thìn mạnh kim, bạch lạp kim. Chia sẻ với bạn một chút như thế này, bạn Dung ơi, đây là lá bài bốn chuồn bạn nhé. Bản thân bạn là người lúc nào cũng gặp vấn đề trúc trắc liên quan đến tình duyên, mặc dù rất là đẹp, rất là thông minh và khéo léo, nhưng con đường tình duyên của mình sẽ nó lại lận đận đến thế, làm việc gì cũng rất là vất vả, nó không đâu vào mới đâu cả. Đấy, đường tình duyên mình nó khó, đã khó về đường tình duyên thì con đường quan lộc của mình cũng vất nữa. Thế nên là mình cũng cần phải xem xét lại đi, thì mọi chuyện mới có thể hanh thông thuận lợi cho bạn được nhé. Vâng, xin chào bạn Tony Nguyễn ạ. Vâng, Tony Nguyễn sinh ngày 16 tháng 6 năm Kỷ Tỵ, mệnh mộc, đại lâm mộc nhá. Đây là lá bài chín chuồn, bạn nhìn rõ không ạ? Chín chuồn là người thuận lợi về con đường công danh việc làm đây rồi. Mình quá thuận lợi luôn, mình không cần phải lo lắng điều gì cả. Con đường quan lộc mình sáng lắm. Vâng, hữu duyên thì được gặp các bạn, cũng mong là các bạn luôn luôn tương tác. Ai cần điều gì thì kết bạn với mình, inbox cho mình sẽ xem cụ thể nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và xin chào bạn Đỗ Vinh, đúng không ạ? Đỗ Vinh sinh ngày 22 tháng 10 bạn nhé. 22 tháng 10 năm Mậu Dần, thành đầu thổ. Đây là lá bài ba bích này. Giá bài ba bích này rất là xấu. Bản thân mình là ra ngoài là luôn có người hãm hại. Thứ hai nữa là có tiểu nhân hãm hại sau lưng, lúc nào cũng trực chờ mình rồi. Cứ mình sơ sẩy một cái là thôi là người ta đưa bạn đi ngay. Số bạn là như thế, vất vả lắm bạn ạ. Nhá. Khổ và khó khăn cực kỳ luôn. Không được nhờ bạn bè đâu. Bạn bè từ bây giờ là bè nhiều hơn, chẳng làm gì có bạn cả. Làm được gì cũng cảm thấy nó khó vô cùng. Đấy. Ra ngoài toàn có người hãm hại thôi. Xem lại cái cách ăn ở của mình đi, xem là lý do vì sao lại như thế. Nhá. Cái này là do chính bản thân bạn thôi, chứ không phải do ai đâu. Số của con người là tại nhân thôi. Nhân sống ăn ở có đức có nghĩa thì về sau thay đổi rất là nhiều bạn ạ. Xin chào bạn Bắc Man Ghét Túc ạ. Vâng, Bắc Man Ghét Túc sinh ngày 26 tháng 4 năm Giáp Thân mạnh thủy. Đây là lá bài hai chuồn bạn nhé. Giáp Thân mạnh thủy, lá bài hai chuồn. Làm một nghề thì sống, mà đúng nghề thì đừng mong có tiền tài và địa vị. Nghe rõ chưa? Làm một nghề thôi, mình chỉ sống được một nghề thôi bạn ạ. Vâng, xin chào bạn Minh Thiên, đúng không ạ? Minh Thiên sinh ngày 17 tháng 10 năm 1996 bạn nhé. Đây là lá bài di truyền bạn ơi. Di truyền làm gì cũng thành công, không phải lo lắng điều gì cả đâu. Nhớ này, làm gì cũng rất là thuận và thành. Đó, rất là thuận và thành luôn, tuyệt vời luôn, không phải lo lắng điều gì cả đâu. Số của bạn là rất là may mắn, đi ra ngoài là có người giúp rồi. Vâng, xin chào của tớ nội cụ, đúng không ạ?
của tớ nội cụ sinh ngày mùng 3 tháng 1 năm Quý Mùi, mệnh mộc, gỗ cây dương liễu đây, dương liễu mộc đây. Đây là lá bài bảy cơ bạn nhé. Lá bài bảy cơ là một người rất là may mắn và có đam mê, rất khéo và rất tuyệt vời. Vâng, những ai thực sự đang có khó khăn về tình duyên, những ai thực sự đang có khó khăn về vấn đề liên quan đến tình cảm và vấn đề liên quan đến con cái và đất đai thì hãy vào đây và inbox cho mình. Mình sẽ xem cho tất cả các bạn nhé. Ai thực sự quá khó khăn về tình duyên, công danh sự nghiệp, con cái và đất đai thì kết bạn và inbox cho mình sẽ xem cho các bạn. Còn các bạn nào mà muốn xem tại đây thì vui lòng cứ bình luận, có cả họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh thì mình sẽ xem chi tiết cho tất cả các bạn nhé. Vâng, xin chào chị Thi Trần đúng không ạ? Thi Trần sinh ngày 28 tháng 9 năm Quý Hợi, Đại Hải Thủy, lá bài Áp Bích. Chị ơi, chị đang có cái hạn rất là lớn đây này. Đi ra ngoài hết sức cẩn thận cho em nhé. Cái hạn sông nước đây này nó lù lù trước mặt luôn. Cái hạn sông nước của mình này rất nguy hiểm luôn. Cẩn thận thì khéo thì giữ được tính mạng, nếu không thì hỏng luôn chị ạ. Nhớ đấy chị nhé. Vâng, xin chào bạn Trần Hoàng đúng không ạ? Mùng 6 tháng 8 năm Đinh Sửu, mệnh thủy giảm hạn thủy, đây là lá bài ba chuồn bạn nhé. Bản thân bạn cũng thế thôi, xem lại bản thân mình đi. Ra ngoài người ta ghen ghét đố kỵ nhiều quá, sao toàn kẻ thù vậy? Đi đâu cũng có người ta chỉ tìm cách để trả thù mình thôi, sao lại thế nhá? Mình cần phải xem lại để xem nào. Đây là lá bài hai rô bạn nhé. Đúng rồi, vấn đề là do tình duyên bạn ạ. Tình duyên nó dẫn tới trắc trở thì nó mới như vậy thôi, cần phải xem xét lại nhé. Vâng, xin chào bạn Hoàng Nguyễn đúng không ạ? Vâng, Hoàng Nguyễn sinh ngày 28 tháng 9 năm Canh Thìn, mệnh kim, bạch lạp kim. Đây là lá bài át cơ bạn nhé. Rất là thuận lợi về con đường học hành của mình đây này. Con đường học hành của mình đang hanh thông, Hoàng Nguyễn nghe rõ không ạ? Vâng, Hoàng Nguyễn nhé, mình đang rất là thuận lợi về con đường học hành của mình. Chính vì vậy là bạn hoàn toàn có thể tự tin về bản thân của mình rồi, không phải lo lắng được gì cả đâu. Mình thuận lắm. Vâng, xin chào bạn Lập Tim Tự ạ. 22 tháng 5 đúng không ạ? Lập Tim Tự sinh ngày 22 tháng 5 năm Giáp Thân, Tuyền Trung Kim. Đây là lá bài tám cơ bạn nhé. Đang có thay đổi đấy. Số phận mình đang thay đổi theo cái chiều hướng hình sin này. Mình vừa xuống thấp, bây giờ mình lên cao. Tiền tài mình đang lên cao dần nhé bạn nhé. Mình đang thay đổi theo chiều hướng hình sin. Tức là mình vừa trải qua khó khăn rồi, bây giờ mình đang trong giai đoạn là đi lên, lên cao là có tiền. Biết cách nắm bắt cơ hội cho bản thân mình này. Và xin chào bạn Hoan Ly ạ. Hoan Ly sinh ngày mùng 2 tháng 1 năm Tân Mùi. Hoan Ly nghe rõ không ạ? Hoan Ly sinh ngày mùng 2 tháng 1 năm Tân Mùi, mệnh của bạn là mệnh thổ, tức là lộ bàng thổ. Thì có một vài chia sẻ với bạn. Đối với các bạn ấy thì rất là thuận về con đường tình duyên, sau này đi làm ăn có số xuất ngoại nhá. Có số xuất ngoại đi làm ăn xa, có tiền tài và địa vị. Tuy nhiên trong gia đình nhà mình thì lại sau này thì rất là khó, bởi vì là gia đình không hợp với nhau. Cái thứ hai nữa là trong gia đình hiện tại bây giờ là đang khắc cái tình trạng là âm thịnh mà dương suy, thiếu thốn quá nhiều, cần phải xem xét lại đi. Cân bằng được âm dương thì mọi chuyện mới hanh thông được. Xin chào Phượng ớt nhé. Phượng ớt nghe rõ không ạ? Vâng, Phượng ớt có nghe rõ không ạ? Bạn sinh ngày 24 tháng 2 năm tuổi Tỵ, mệnh kim. Đây là lá bài Azo bạn nhé. Tuổi Tỵ mệnh kim tức là gì? Càng khó khăn thì mình mới có thể vượt qua lên được, mình mới giàu có. Đấy, số của bạn là như thế. Càng vất vả, càng áp lực thì mình thành công càng lớn. Đó, nó thuận cho bạn ở cái chỗ đó, chứ không phải tự nhiên mà mình bảo với bạn như thế đâu. Nhớ về cái điều đấy. Vâng, xin chào Đoàn Văn Quyết, sinh ngày 24 tháng 2 năm Canh Thìn, mệnh kim, bạch lạp kim. Đây là lá bài tám rô anh ơi. Lá bài tám rô tức là gì? Cái tuổi này là cái tuổi tài lộc đây này. Đấy, cái lấy cái tuổi này ấy mà ra làm kinh doanh mà kết hợp cùng ấy thì sẽ tiền tài rất là lớn. Bởi vì bạn này bạn đang rất là thuận về con đường công danh đây này. Nếu ai biết cách kết hợp làm ăn mà lấy các bạn này ra để mà mở hàng thì tiền vào ngày hôm đấy không cần phải lo nhá. Đầu vào không bao giờ phải lo đâu, ra bên ngoài lúc nào chỉ có tiền mang về thôi. Vâng, xin chào bạn Thúy Hoàng ạ. Vâng, Thúy Hoàng là có nghe rõ mình đang gọi bạn không ạ? Sinh ngày mùng 1 tháng 10 năm Nhâm Tuất, Đại Hải Thủy, nước biển lớn. Đây là lá bài bảy cơ bạn nhé. Bạn nhìn rõ không ạ? Lá bài bảy cơ, nước biển lớn đang rất là gặp thời đây này, gặp thời gặp thế đây này. Đấy, rất gặp thời và gặp thế luôn. Nước biển đang cuộn trào lên, tiền tài đang cuốn về nhà mình đây này, băng băng như thuyền chạy trên sông đây này. Được cơn gió lành thổi qua nữa thì thuyền càng chạy nhanh.
đấy, con đường tiền tài của mình đang đến cho mình rất là nhanh chóng nữa. Vâng, xin chào bạn, bạn gì đây, Phạm. Vâng, xin chào Phạm Thị Châu Loan nhé. Xin chào bạn Môn Lý. Vâng, Môn Lý sinh ngày mùng 2 tháng 1. Bản thân bạn là Bính Tý, mệnh Thủy, tức giảm hạ Thủy. Đây, nước cuối nguồn cuối khe. Đây là lá bài 4 rô, bạn nhìn rõ không ạ? Chỉ thuận về đường công việc thôi, nhưng công danh của mình thì vất nhá. Thuận ở công việc, công dân của mình vất lắm bạn ạ. Xin chào bạn, bạn Môn Lý xem rồi này, bạn Bùi Trọng Đạo ơi. Bùi Trọng Đạo nhìn rõ này, cái tuổi tuổi Tỵ của bạn nhé bạn nhé. Cái tuổi Tân Tỵ mệnh Kim của bạn, đây là lá bài 4 bích này. 4 bích đang bị tổn thương bạn ạ. Tân Tỵ mệnh Kim đang bị tổn thương rất nặng về vấn đề tâm lý. Thế cho nên là cũng mong là các bạn cần phải bình tĩnh hơn thì mới có thể gặp được may mắn cho bản thân mình. Số bạn cũng đang rất là trẻ, sinh năm 2001 thôi, Tân Tỵ mệnh Kim. Hãy tập trung vào con đường học hành của mình trước, còn tất cả mọi thứ hãy dẹp sang một bên. Mình không cần phải vội vàng như thế đâu nhá. Các bạn hãy để tất cả mọi thứ hãy dẹp sang một bên thì con đường quan lộc của mình nó mới sáng lên được. Xin chào Nguyễn Thế Huỳnh đúng không ạ? Mùng 8 tháng 5 đúng không? Xem về đường tình duyên. Nguyễn Thế Huỳnh nghe rõ không? Đây là lá bài năm cơ này. Trời ơi, nói về tình duyên, phát cái tình duyên luôn. Đây, tình yêu tình duyên đây, năm cơ là tình yêu tình duyên đây. Bạn nào không tin bạn, các bạn tự tra Google nhá. Năm cơ này, tình yêu tình duyên, bạn nói phát được liền. Đấy, chúc mừng bạn nhá. Rất là thuận luôn. Có báo tình duyên rồi đấy. Vâng, xin chào Thu Thu. Thu Thu sinh ngày 10 tháng 10 năm 1995, Ất Hợi, mệnh Hỏa, Sơn Đầu Hỏa nhé. Lá bài 5 bích đây này. Lấy ơn mắc oán đây này. Mình làm ăn được, mình giúp đỡ người khác nhưng lại bị người khác, người ta hãm hại, tiểu nhân hãm hại. Khổ cho bạn quá. Mình là người có lòng nhưng mà bị người khác, người ta phụ mất. Xin chào bạn Huy Tổng đúng không ạ? 23 tháng 7. Huy Tổng có nghe rõ không ạ? Huy Tổng 23 tháng 7. Canh Thìn, mệnh Kim, Bạch Lạp Kim nhá. Đây là lá bài 8 bích bạn ơi. Lá bài 8 bích nói lên điều gì? Thứ nhất là bản thân bạn nếu ra làm ăn kinh doanh phải làm ăn sớm thì mới có tiền tài được. Nếu các bạn khởi đầu sớm thì có tiền tài, về hậu vận thì vất vả và long long lận đận. Thế cho nên hãy tranh thủ kiếm tiền từ lúc còn trẻ đi. Số mình làm tiền sớm ấy này. Vâng, xin chào bạn. Lê Công Thắng ơi, không thấy cái gì đấy, Lê Công Thắng ơi. Xin chào bạn Sơn Linh nhé. Sơn Linh sinh ngày 11 tháng 6 năm Tân Mùi. Mệnh của bạn là mệnh Thổ, tức là lộ, bàng thổ, đất ven đường, đất mặt đường. Đây là lá bài 8 cơ tặng cho bạn đây. Đất ven đường nhà bạn đang rất là thuận, mình đang có chiều hướng thay đổi tốt, đang đi lên rồi. Tiền tài nhà mình là có. Cái thứ hai nữa, trong gia đình nhà mình hiện tại bây giờ là có bà cô trẻ thiêng lắm. Bà cô trẻ lúc nào bà cũng đi theo đấy, bà phù hộ độ trời trì cho nhá. Nên mình mới có được cái con đường của ngày sinh nhật của mình thuận như thế đấy. Bạn nào mà muốn xem chi tiết ấy thì kết bạn với mình đi. Kết bạn với mình và inbox cho mình đi, mình sẽ xem chi tiết cho các bạn nhé. Cứ kết bạn với mình sẽ xem chi tiết cho tất cả các bạn ạ. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Và kết bạn với mình đi. Xin chào bạn Mai Nụ. Hello Mai Nụ nhé. Xin chào Thương Còi. Và xin chào bạn Trần Hoàng nhé. Và Trần Hoàng ơi, sinh ngày 6 tháng 8 năm 97, xem cho bạn rồi đấy nhá. Xem cho bạn rồi 6 tháng 7 và phải nắm bắt cơ hội của mình đây này. Là người phải biết cách nắm bắt cơ hội. Trong tháng 8 này là có cơ hội đổi đời đấy. Cố gắng mà nắm bắt này. Và xin chào bạn Nhàn ạ. Nhàn sinh ngày 24 tháng 5 năm Quý Mùi, mệnh Mộc, dương liễu mộc, gỗ của cây dương liễu. Đây là lá bài 2 bích bạn nhá. 2 bích thì bạn đang gặp rắc rối to rồi bạn ạ. Gặp rắc rối to rồi, mọi chuyện nó đang rất là khó khăn đây này. Đang rất là khó khăn đấy, mình cần phải xem xét lại nhé. Vâng, chắc là 10 nhân 10 chắc là 15 hay 16 rồi đây. Vâng, xin chào bạn Bùi Ngọc Tuấn ạ. Bùi Ngọc Tuấn sinh ngày mùng 1 tháng 3
năm Đinh Mão, Mệnh Hỏa, Lư Trung Hỏa, đây là lá bài sáu cơ bạn nhé. Bạn nhìn rõ không ạ? Đây là lá bài sáu cơ ạ. Sáu cơ là bản thân bạn là có người âm đi theo giúp đỡ nhé. Về nhà chịu khó kêu cầu lên. Đấy, người âm này rất là thuận cho bạn về con đường làm ăn đấy bạn nhé. Rất thuận về đường làm ăn. Cảm ơn Dương Dương nhiều. À vâng, xin chào, cảm ơn Vân Phạm nhé. Thuận về đường làm ăn lắm đấy. Chịu khó kêu cầu lên thì sẽ bền hơn. Con đường làm ăn của mình nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Vâng, xin chào bạn Hải Phạm Hồng ạ. Phạm Hồng Hải đúng không? Ngày 20 tháng 12 năm Quý Hợi, Mệnh Thủy, Đại Hải Thủy nhé. Đây là bài ba cơ bạn nhé. Là người rất là tự tin vào bản thân của mình, là cái đầu tiên. Rất tự tin vào bản thân. Cái thứ hai nữa là cuộc sống lúc nào cũng thoải mái và cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, số là số vượng tướng, làm ăn là làm tố chất lãnh đạo, ra ngoài nói một câu người khác người ta nghe răm rắp luôn. Là cái đồ là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa này, kết hợp làm ăn được mọi người quý lắm, ra ngoài ai cũng quý cũng thương cả. Số của bạn là như thế, nên làm ăn mà biết kết hợp chung với lại nữ nhân hơn bạn 5-6 tuổi ấy nhá. Kết hợp với nữ nhân hơn mình 5-6 tuổi ấy, làm ăn sáng cực kỳ luôn. Tiền tài không phải lo đâu. Các bạn ơi, các bạn tương tác nhé, các bạn chia sẻ giúp mình ạ. Vâng, tương tác đi, chia sẻ giúp mình nhé. Vâng, ai cần xem rõ thì kết bạn với mình và inbox cho mình đi nhé. Các bạn ơi, mình không xem dương lịch, đổi hết dương lịch sang âm lịch cho mình đi. Mình không có thời gian để đổi rồi cho ngày và cho các bạn đâu. Chỉ có thể xem bằng âm lịch thôi. Xin chào bạn Đông Timor. Đông Timor 15 tháng 11 năm Tân Mùi, Mệnh Thổ, Lộ Bàng Thổ nhé. Lá bài chín chuồn bạn ơi, Lộ Bàng Thổ là bài chín chuồn. Thuận lợi cực kỳ về công việc luôn. Cái đà công việc này của bạn nó đang vào guồng rồi. Tiền tài của bạn nó đã đến và đã đầy đủ. Bạn này đầy đủ cả về thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Mọi thứ đang đi vào với nhau rất là tốt rồi nhá. Hãy cố gắng phát huy nó lên, đẩy mọi việc nó thuận hòa hơn. Nó sẽ mang lại được nhiều may mắn cho chính bản thân bạn đấy. Nhớ đấy, nó đã vào cầu rồi. Xin chào bạn Tình Thanh, chưa nhìn thấy nhé. Cảm ơn anh Hải Phạm Hồng ạ. Vâng, anh Hải Phạm Hồng ơi, kết bạn với em đi. Có gì thì các anh cứ hỏi, em sẽ trả lời ạ. Vâng. Xin chào bạn Trung Ngọc Anh. Trung Ngọc Anh ngày 4 tháng 11 năm Nhâm Ngọ, Mệnh Mộc, Gỗ Cây Dương Liễu. Đây là lá bài 8 bích bạn nhé. Bạn nhìn rõ không ạ? Lá bài 8 bích làm việc gì cũng sẽ xuôi chiều, mát mái và thành công. Lá bài 8 bích là nói lên bản thân bạn sẽ thành công con đường học tập của mình đây. Sau này học tập xong là sẽ phát quang nhờ con đường học tập này đấy. Làm đúng cái ngành nghề của mình luôn. Bố mẹ đã sắp xếp, đã ăn bài sẵn cho bạn rồi. Lộ trình của bạn cứ thế mà thẳng tắp mà đi lên thôi. Phấn đấu lên nhé bạn nhé. Vâng, cảm ơn Đông Timor rất là nhiều. Xin chào và cảm ơn Mỹ Lệ. Mỹ Lệ rất nhiều nhá. Xin chào Vũ Thắm ạ. Ngày 6 tháng 1 năm Kỷ Mão đúng không ạ? Vâng, Vũ Thắm này, đá bài át cơ. Chị Vũ Thắm ơi, chia sẻ với chị như này. Chị là một người rất là khéo nhá. Cái thứ hai nữa là bản thân chị rất là vất. Việc gì chị cũng biết làm này. Cái gì cũng tới tay của chị. Là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là bản thân chị là người có căn đấy. Là người có căn có số đấy. Là lúc nào có người âm đi theo đấy. Chịu khó kêu cầu lên. Người ta đi theo, người ta giúp đỡ cho chị rất là nhiều. Đó, chị là một người rất hợp với cái việc căn số. Thế nên là chịu khó kêu cầu vào thì con đường quan lộc của chị mới sáng lên được. Chị nghe rõ không ạ? Phải chịu khó kêu cầu vào rồi mới sáng lên nhá. Xin chào Trang Hoàng nhá. Xin chào Phạm Thị Châu Loan. Vâng, bạn nào muốn xem chi tiết mà muốn xem kỹ thì vui lòng là kết bạn và inbox cho mình nhá. Kết bạn và inbox cho mình đi, mình sẽ xem kỹ cho bạn ạ. Vâng, Tư Đồ Lượng ạ. Vâng, mùng 9 tháng 4 đúng không ạ? Cảm ơn Tư Đồ Lượng. Giáp Tý Mạnh Kim đây này. Giáp Tý Mạnh Kim là bài át chuồn, là người rất là cầu tiến. Cái thứ hai nữa là thông minh và nhanh nhẹn. Sau này nếu mà làm trợ lý nhá, trợ lý hoặc là văn phòng thì lên rất là nhanh đây này. Trợ lý ở văn phòng này số sẽ giàu sang và phú quý luôn đấy. Xin chào bạn Hải Tuệ IH đúng không ạ? Vâng, Hải Tuệ IH đây, lúc nãy đã xem cho Hải Tuệ IH một lần rồi, có thể là bạn quên nhá. Thì cũng ở đây thì cũng xin phép mà chia sẻ với bạn một chút như này, bạn Hải Tuệ IH ạ, tặng cho bạn là bài coi như là hữu duyên, chúng ta có cơ hội được ngồi nói chuyện với nhau và tương tác với nhau nhiều hơn đúng không ạ? Hải Huệ. Đây là lá bài sáu chuồn bạn nhé. Sáu chuồn nói lên điều gì ạ? Bản thân bạn là người rất là sáng. Sáng về con đường quan lộc là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa, nếu bạn mà đi ra bên ngoài làm ăn thì phải làm ăn xa. Và bạn là sẽ làm nhà nước khác tỉnh nhé. Làm khác tỉnh nhà thì con đường công danh sự nghiệp của bạn mới sáng. Xong rồi được nhờ nhà vợ, lấy vợ được nhờ nhà vợ. Vợ rất là khéo. Cái thứ hai nữa, nhà vợ cũng có kinh tế. Gia đình nhà vợ sẽ có người nhiều người làm quan to. Và hiện tại vẫn còn đang đương thời luôn đấy. Được nhờ nhà vợ rất là nhiều. Xin chào Phạm Thị Châu Loan.
Phạm Thị Châu Loan sinh ngày mùng 6 tháng 8. Năm Đinh Sửu, mệnh Thủy giảm hạ Thủy, đây là bài ca cơ. Ca cơ chỉ được thuận về đường tình duyên thôi, còn các vấn đề khác thì không bàn, vì các bạn không có điều gì liên quan đến công danh hết, phải cầu công danh mới có, còn bản thân thì không có công danh nào hết, có làm bao nhiêu thì cũng phá bấy nhiêu thôi. Tiền tài địa vị không có, khởi nghiệp thì vất vả, lấy chồng vào thì càng khó khăn hơn, có con cái thì còn càng khó khăn hơn nữa, gia đình không có có tiền tài, nó khổ là khổ ở chỗ thế. Đã không có rồi thì chớ lại phải gánh vác trọng trách của cả hai bên gia đình nội ngoại nữa, thì đôi vai nào có thể gánh được đây. Nước mắt lúc nào cũng trào trực rơi, khổ nhiều, mau nước mắt nhé. Và xin chào bạn Trần Quyên. Trần Quyên ạ, chưa nhìn thấy Trần Quyên ngày tháng năm sinh đâu cả. Vâng, xin chào bạn Phạm Nhinh. Phạm Nhinh ngày mùng 3 tháng 3 đúng không ạ? Tuổi Bính Tý, mệnh Thủy giảm hạ Thủy, đây là lá bài bảy chuồn bạn nhé. Phải biết cách nắm bắt cơ hội thì cuộc sống của mình mới có thể xoay vần được, mới có thể phát triển được. Còn nếu không thì không có, bạn bỏ lỡ cơ hội rất là nhiều. Bạn nhé. Các bạn ơi, các bạn tương tác đi, các bạn chia sẻ cho mình nhé. Ai mà muốn xem chi tiết thì kết bạn với mình sẽ xem chi tiết cho tất cả các bạn. Các bạn nghe rõ không ạ? Mình sẽ xem chi tiết cho tất cả các bạn. Và các bạn cứ hoàn toàn bình tĩnh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Và xin chào Huỳnh Lê Quỳnh Yến đúng không ạ? Huỳnh Lê Quỳnh Yến sinh ngày mùng 1 tháng 7, năm Giáp Tuất, mệnh Hỏa, Sơn Đào Hỏa. Đây là lá bài chín cơ. Vâng, lá bài chín cơ, bản thân bạn đang bị tổn thương về vấn đề tình cảm rồi. Hai vợ chồng không thuận về đường tình cảm, làm việc gì nó cũng rất là khó khăn luôn nhé. Thế cho nên là mọi chuyện nó vất vả lắm. Vâng, xin chào anh Nguyễn Quý nhé. Cảm ơn Nguyễn Quý rất là nhiều. Hôm nay mới được gặp anh Nguyễn Quý thì cũng hữu duyên. Hữu duyên lắm thì mới được gặp anh thôi. Cũng mong là anh luôn khỏe mạnh, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, tình yêu lúc nào luôn đến với gia đình nhà mình nhé. Vâng, xin chào bạn Phạm Thị Châu Loan đúng không ạ? Vâng, sẽ xem cho Phạm Thị Châu Loan, không cần phải lo lắng điều gì đâu. Mọi việc rồi sẽ đến với bản thân mình thôi nhá. Phạm Thị Châu Loan sinh ngày 6 tháng 8, năm 97 âm lịch đây. Đây là lá bài 9 cơ bạn ơi. 9 cơ. Không phải bàn nữa rồi. Số bạn hỏng rồi đấy. Vợ chồng đứt gánh ngang đường, hai vợ chồng sau này ly tán mỗi người một nơi, số bạn ít nhất cũng phải hai lần đò thì con đường tình duyên mới có thể bền vững được, nghe rõ chưa? Vất vả lắm bạn ạ. Số mình hai lần đò, khổ. Xin chào bạn Hà Thương. Hà Thương ơi, chia sẻ với bạn như này. Bản thân bạn là người rất là đẹp, rất đẹp, xinh đẹp. Nói thẳng luôn một câu, rất là đẹp luôn. Bạn đẹp tuyệt trần luôn. Nhưng số của bạn là dở một cái là bạn tuyệt tự, tuyệt tôn, không có con cái. Bạn lật bàn tay phải của bạn lên, sờ vào ngay cái phần ngón tay trỏ thẳng xuống, phẳng lì, không có một tí nào về đường con cái cả. Lật tiếp sang quay úp bàn tay xuống, quay về cái hướng ngón trỏ luôn, nhìn vạch phẳng lì, không một đường kẻ nào luôn, tuyệt tự tuyệt tôn. Nói thẳng luôn là như thế, không có con cái đâu. Về kiểm tra lại đi. Vâng, xin chào bạn Albert Anh Nguyễn đúng không ạ? Vâng, Albert Anh Nguyễn, 23 tháng 9, tuổi Tỵ đây nha. Tuổi Tỵ mệnh Mộc, lá bài 8 rô bạn nhé. Lá bài 8 rô bạn thì rất là khó khăn rồi. Làm việc gì cũng thế. Cái môi trường làm việc của bạn nó cạnh tranh, nó khốc liệt lắm. Tuy nhiên là tiền tài nó lại nhiều. Làm việc khó khăn, khốc liệt, lúc nào cũng căng thẳng, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn ấy. Mệt mỏi lắm. Về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã lúc nào cũng é tiếng người gọi phải đi làm ngay. Nó vất vả nhưng được cái là mình có tiền bạc. Thôi thì có tiền bạc nhưng vất vả cũng được. Nhiều người ta muốn cũng không được đâu. Đấy, nhiều chuyện nó là như thế. Mình xem cái gì cũng được, miễn làm sao cái cuộc sống của gia đình nhà mình nó phải hanh thông và thỏa thuận. Làm việc gì nó cũng đâu vào đi đấy thì mọi việc mới ra được vấn đề được bạn nhé. Vâng, xin chào bạn Sen Nguyễn ạ. Sen Nguyễn sinh ngày 25 tháng 4, năm Đinh Mão, Lưu Trung Hỏa, là tương mệnh hỏa là đúng rồi nhá. Đinh Mão đây là bài cá bích bạn nhé. Cá bích nói về điều gì? Tiền tài và địa vị. Là một người rất là thông minh. Yeah, bén, nhạy bén trong cách nhìn nhận vấn đề, phán đoán rất là tốt. Bạn có cái linh cảm tuyệt vời lắm bạn ạ. Bởi vì bạn lúc nào có người âm đi theo mà lại có chuyện gì sắp xảy ra là bạn cảm nhận được ngay. Đấy, lúc nào cũng cảm nhận được, thấy sắp sửa có tai nạn cái là thôi không dám bước ra khỏi đường luôn. Bạn cảm nhận rất là tốt, bạn có cái giác quan tuyệt vời. Thế cho nên là mọi việc của bạn nó rất là thuận nhé. Mình cố gắng mình phát huy đấy.
Vâng. Và xin chào bạn Trần Quỳnh đã. Vâng. Trần Quỳnh ơi, 15 tháng 5 năm 1977 đúng không ạ? Vâng, 77 đây là bài ca cơ anh nhé. Ca cơ mình chỉ được về vấn đề tình duyên thôi. Đất đai nhà mình thì thuận về con đường sức khỏe và cũng về sự nghiệp, còn lại thì vất vả lắm, không không ăn thua được được đâu. Mọi chuyện nó khó khăn vô cùng, muốn làm điều gì thì cũng phải xin lên. Vì cái tuổi này thì cũng lớn tuổi rồi, nhưng mặc dù là mình cũng không chăm chút được cho gia đình mình một chút nào cả. Cả hai bên nội ngoại cũng dửng dưng như không. Lúc mình cần nhờ thì cũng không thấy có ai ngó ngàng gì cả. Cứ ngày nào biết nhà đấy thôi. Nó khó là khó ở chỗ đấy. Thứ hai nữa, đi ra ngoài làm ăn xa thì quan hệ không có. Làm không có ai giúp đỡ. Nó vất, số nó bình bình thôi. Tốt nhất là ở gần nhà mà làm ăn. Ra làm ăn xa không có lọc. Nhá. Vâng, bạn ơi, các bạn tương tác với đi nhé. Bạn nào mà chưa được xem thì kết bạn với mình đi, mình xem cụ thể cho các bạn. Xin chào bạn Bùi Ngọc Tuấn ạ. Ngày mùng 2 tháng 2, năm Đinh Mão, Mạnh Hỏa, Lư Trung Hỏa đây. Đây là bài Astro bạn nhé. Khắc nghiệt lắm bạn ạ. Cái cuộc sống của bạn nó khó khăn. Xuất thân thì bản thân gia đình nhà mình là cũng là nền tảng là cũng là rất là khó. Tuy nhiên gia đình nhà mình đã tự lập nghiệp lên, thế cho nên là hiện tại bây giờ là bạn sẽ được thừa hưởng đất đai từ gia tiên để lại. Cái thứ hai nữa là sau này sẽ phải phụ trách về việc thờ cúng và hương khói cho gia đình. Vì số của bạn nó rất hợp với cái việc thờ cúng này. Nên công việc của bạn nó có thuận là cũng là nhờ gia đình nhà mình là tốt phúc. Chịu khó hương khói mà thì mới ra được của cải bạn nhé. Vì số của bạn nó là như thế rồi. Nên là hữu duyên rồi, cũng mong là các bạn cố gắng. Vâng, cũng khá là muộn rồi. Thì các bạn cứ bình tĩnh nhé. Mình sẽ cố xem thêm cho các bạn khoảng độ 10 phút nữa nhé. Ai mà chưa được xem thì cứ kết bạn đi. Kết bạn và inbox cho mình thì mình sẽ xem cho các bạn nhé. Còn lại thời gian còn lại thì mình sẽ xem dần. Xin chào bạn Phương Duyên nhé. Xin phép tặng cho bạn Phương Duyên một lá bài để hữu duyên chúng ta được gặp nhau ạ. Vâng, Phương Duyên đây là bài Quy Dô bạn nhé. Quy Dô nói lên điều gì? Bản thân bạn là người thiếu thực tế, vẫn còn đang mơ mộng lắm, chưa chịu nhìn nhận vấn đề một cách khách quan đâu. Thứ hai nữa là trong gia đình nhà mình hiện tại là có nhiều người giỏi thế, nhiều người tiền tài địa vị giàu lắm, nhưng mà bản thân các bạn không nhờ, vẫn còn sĩ diện, lúc nào cũng mơ mộng quá. Mình khó khăn thì mình phải kêu cầu, mình phải nhờ vả lên thì mới thuận được. Người ta thì công việc thì thừa đầy ra, còn đi giúp đỡ người khác, mà trong cái đấy con cháu trong dòng họ thì không có ai dám mở mồm ra, nhiều khi nói thì không chịu nghe. Các bạn ạ, các bạn bỏ cái tôi sĩ diện của mình sang một bên đi. Hãy tập trung vào công việc của mình nhé. Phải chịu khó xin, phải chịu khó kêu cầu thì mới thuận được. Nếu không thì không ra được vấn đề đâu. Nói rồi, nhà mình có điều kiện mà tại sao các bạn lại không cố gắng phát huy? Thế có phải là để lỡ dở công việc của mình không? Khó cho các bạn. Vâng, xin chào bạn Môn Lý đúng không ạ? Vâng, cảm ơn Sơn nhé. Thảo Tân Sơn ơi, muốn xem cái gì nào? Môn Lý sinh ngày 15 tháng 8 đúng không ạ? Vâng, Môn Lý sinh ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Thân đúng không? Tuổi Nhâm Thân rồi. Nhâm Thân mạnh kim, kiếm phong kim. Bây giờ đây là bài chín cơ bạn nhé. Chín cơ bản thân bạn đang gặp vấn đề trúc trắc liên quan đến tình duyên rồi nhé. Đang gặp trục trặc liên quan đến vấn đề tình duyên. Mọi chuyện của bạn không được hanh thông cho lắm đâu. Khó khăn đến với gia đình nhà mình hiện tại bây giờ. Đất nhà mình đang bất ổn. Thứ hai nữa là cái hướng hai vợ chồng ở nó không được thuận. Cần phải xem lại nhé. Sau này ấy, có lấy chồng hai vợ chồng không thuận với nhau đâu. Kể cả đất ở bây giờ cũng không thuận đâu. Cái phòng ngủ của mình cũng không được tốt. Vâng. Các bạn ơi, các bạn tương tác nhé. Các bạn kết bạn với inbox cho mình đi. Xong mình sẽ trả lời cho các bạn chi tiết. Hiện tại bây giờ là mình đang ngồi live stream chia sẻ trực tiếp cho các bạn bây giờ. Thế cho nên là có thể là mình chưa thể trả lời các bạn qua inbox được. Sau khi kết thúc live stream xong, mình sẽ trả lời inbox của các bạn nhé. Các bạn cứ bình tĩnh, các bạn cứ từ từ thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Và xin chào bạn Bùi Hòa đúng không ạ? Mùng 5 tháng 1 năm Tân Mùi ạ. Vâng. Mọi chuyện của bạn thì rất là tốt này. Năm Tân Mùi đây này, con đường mạnh mạnh thổ lộ bằng thổ đây. Năm nay thì vất rồi,
nói thẳng vất rồi, tháng 11, tháng 12 năm nay là sẽ có tiền tài đấy. Tháng 11, tháng 12 năm nay là làm ăn được, không cần phải lo đâu. Xin chào Amber anh Nguyễn đúng không ạ? Amber anh Nguyễn đấy đã xem rồi, chắc là lại không để ý cái điều gì rồi hay sao ấy. Mà bây giờ mới hỏi là vẫn thấy bình luận về ngày tháng năm sinh, hay là mình đang bận cái điều gì đó mà không để ý nhá, kiểm tra lại đi. Vâng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hữu duyên thì mong là các bạn luôn luôn tương tác và chia sẻ nhé. Vâng, cũng thời gian thì cũng tương đối muộn, thì cũng chúc các bạn là có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Con đường quang lộc của mình nó sẽ luôn sáng ngời và bình an sẽ đến với mọi người nhé. Những ai chưa được xem thì vui lòng kết bạn và inbox cho mình sẽ xem cụ thể cho các bạn. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ và có một giấc ngủ ngon. Ngày mai khởi nghiệp, vạn sự như ý, công thành danh toại, cầu được ước thấy. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.